tay, đúng tay, đúng tay. Hàng chục năm nay rồi thì Trung Quốc là một cái thị trường tiềm năng của cái xuất khẩu thủy sản. Và đối với Hà Tĩnh thì hàng năm xuất khẩu thủy sản bằng đường tiểu ngạch qua Trung Quốc khoảng trên 4.000 tấn, trong đó sản phẩm được khai thác như trắng chan, nghêu, sò, cá mực trên 3.000 tấn và tôm nuôi, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng trên 1.000 tấn. Để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, có thị trường tiêu thụ sang Trung Quốc ổn định, thì đề nghị chính phủ cùng với các bộ ngành trung ương làm việc với phía đối tác Trung Quốc để có những cái hợp đồng, có những cái cam kết tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp tục xuất khẩu hàng sang Trung Quốc một cách ổn định, đó là ổn định về số lượng, ổn định về giá cả, để tạo điều kiện cho sản xuất thủy sản của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục phát triển.